Xin chào mọi người, em Thủy quay cho mọi người cây nịu đỏ ăn quả nhập khẩu nha các bác nhá. Nịu đỏ ăn quả nhập khẩu. Nịu đỏ nha, bác nào đang về nhà mới mà các bác đang xây nhà mà đang cần tìm một vài cây để set up biệt thự sân vườn mà mình chưa biết tìm cây gì thì các bạn có thể cân nhắc trồng cây nịu này nhá. Cây nịu này là cây vừa trồng nằm quả, vừa trồng để lấy quả ăn này, vừa là cây cảnh này, vừa là cây ăn quả này, vừa là cây phong thủy. Trong phong thủy thì những cái cây mà nó có cái lá nhỏ như lá cái nịu này, lá nhỏ, lá càng nhỏ thì nó mang trường năng lượng dương càng lớn. Nên những cây như cây nịu này được người ta vẫn đánh giá là những cây giúp thu hút tài lộc, nhất là những bác nào về nhà mới, giúp là thu hút tài lộc, đem lại may mắn và xua đuổi những điều không may. Đấy là ý nghĩa phong thủy của cây nịu. Trồng một cây nịu thì các bạn vừa chơi được hoa, vừa chơi được quả này, ăn được quả. Cái dòng này là nịu ăn quả nhá. Nịu ăn quả là quả ăn được, chứ không phải là dòng chỉ nằm cảnh. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ. Khi cây nó rộ hoa thì các bác chơi hoa, mà khi mà hoa nó hết rồi thì các bác lại chơi sang quả. Và khi quả nó to, nó chín thì các bác lại ăn được quả nhá. Nó là tích hợp của rất là nhiều công dụng luôn. Nên bác nào mà vừa muốn tìm một cây vừa làm trồng nằm cảnh, vừa là cây ăn quả, vừa là cây phong thủy thì các bác không nên bỏ qua cây nịu đâu. Cái dòng này rất là đáng trồng, đây là một trong sản phẩm nhà vườn mình bán chạy nhất trong năm 2022. Đây ạ, em quay gần lên cho các bác xem nhá. Một dòng cây vừa là cây ăn quả, vừa là cây phong thủy này. Đây các bác nhìn này. Hàng này nhà em là hàng về từ được cuối năm 2012, đã dâm ủ lửa năm rồi. Đã dâm ủ lửa năm rồi, tôi là hàng bao sống cho khách. Cái thứ nhất là nhà em có mấy cái cam kết với khách hàng, thứ nhất là bao sống, cây giao cho khách hàng sẽ là cây đảm bảo là sống nhá. Và cái thứ hai nữa là bao quả ngon. Bao quả ngon, và nhiều bạn hỏi là cây này khi về Việt Nam mình thì nó có phù hợp điều kiện hay thời tiết Việt Nam mình không? Nó cực kỳ phù hợp nha các bạn nhá. Có ổi không? Em có ổi nhá. Cây này cực kỳ phù hợp điều kiện thời tiết và khí hậu Việt Nam mình. Đây cây rất là đẹp này. Đấy, cây rất là đẹp, cành lá sum suê nhá các bác nhá. Cây đẹp, cành lá sum suê đấy ạ. Tun đen, không được cắn nhá, để còn phát like nhá. Đây ạ, cây rất là đẹp nhá. Cái cây như này là vanh gốc của nó tầm 60 đến 70, cao cây 3,5 cho đến 4 m. Đây ạ, cây này là cây đẹp này. Hàng này hàng đã dâm ủ rồi. Cây này cây cực kỳ đẹp này. Cây này thì vanh của nó khoảng tầm hơn 60. Cây này vanh gốc của nó hơn 60. Không, con này cũng con này phải 70 đấy, em nhìn nhầm đấy. Con này cũng tầm 70 đấy. Đấy, vanh gốc của nó rất là to. Cây này thì có vài quả trên cây này, bói được vài quả này. Về nhà các bác thì các bác trồng ổn định, em cam kết là các bác sau khi các bác trồng ổn định khoảng 3 đến 6 tháng là cây nó sẽ ra quả. Ở vườn em thì nó sẽ ít quả hơn ở các bác, là bởi vì tại sao? Ở bọn em các bác nhìn là chỉ quay nhá, quay cái cây với cả cái bầu đen mới ít cát thôi, nó không đủ chất dinh dưỡng. Khi cây này các bạn về các bạn hạ thổ xuống đất ấy, các bác về các bác hạ thổ xuống dưới đất ấy, thì cây nó sẽ lớn nhanh hơn, nhìn hơn là bọn em trồng rất nhiều. Bởi vì bọn em trồng không phải bọn để bán quả, mà bọn em trồng là bán cây, chỉ đảm bảo duy trì cho cây nó sống thôi. Vườn rất là chật nên là chỉ quay tạm thời và dâm ủ cát thôi. Khi mọi người mà về mọi người hạ thổ xuống đất ấy, cây được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thì cây sẽ rất là nhanh lớn, nhanh phát, nó nhanh phát cành, phát tán và cây sẽ nhanh ra quả. Đây cây này rất là đẹp này, cây này thân thẳng này. Cây này thân nó dáng rất là trực, rất là thẳng nhá. Dáng rất là trực, dáng rất là thẳng, vanh khoảng tầm 70. Đấy, cây này rất là đẹp này, thẳng tắp luôn. Mà giá của nó chỉ có 15 triệu. Hàng này hàng mới về, ngày xưa em bán 15 triệu, bây giờ em dâm ủ lửa năm rồi. Em bán cho các bác 15 triệu không hề có tăng giá nhá, không hề có tăng giá. Bác nào đang cần tìm một vài cây nịu nhanh nhá. Bác nào đang cần tìm một vài cây để set up biệt thự sân vườn, các bác nhớ là không bỏ qua cây nịu nhá. Hãy cho cây nịu này vào tầm ngắm. Đây các bác nhìn lá nó rất là xanh tốt, mặc dù vườn chỉ có dâm ủ cát thôi, không có một cái phương pháp kỹ thuật gì cầu kỳ đây, chỉ dâm ủ cát để đảm bảo sự sống cho cây thôi. Mà cây nó phát ra như này, nếu mà về nhà các bác mà các bác hạ thổ xuống dưới đất, mà đất mới các bác hạ thổ dưới đất thì cây nó còn lớn, nó còn nhanh phát nữa nhá. Nhanh phát, nhanh đẹp nữa cơ. Cây này là cây đẹp này, giá chỉ có 15 triệu một cây. Ổi đâu, em đang quay nịu anh lại hỏi ổi đâu. Anh muốn mua ổi thì anh inbox vào số điện thoại của em là 0911451210. Tối em về em sẽ gửi ảnh cho anh, hoặc là lát nữa em phát like xong em sẽ gửi ảnh cho anh. Chứ bây giờ đang ở vườn nịu thì không có ổi. Lát nữa nếu mà muốn mua thì là cứ inbox cho em, thì lát em sẽ gửi ảnh cây cho. Ổi với nhà em thì em có ổi lê Đài Loan này,
ổi lê quả to hoặc là ổi ruby ruột đỏ, đấy có hai cái loại đấy, hoặc ổi găng nữa, đấy có ba loại ổi. Mà còn nếu mà anh Thiện Chí mua thì cứ nhắn tin vào số điện thoại 0911451210, nhớ nên nhắn tin nhé, đừng gọi điện bởi vì em đang phát live thì em không nghe được điện thoại. Đây ạ. Cái tiếp theo này. Hello và chủ, em chào anh. Cái tiếp theo này, các bác nhìn này, cây nó lên phát tán, phát cành rất là đẹp rồi. Mặc dù đây là hàng cắt tỉa tán, không phải là hàng nguyên tay cành. Hàng cắt tỉa tán nhưng mà cây nó cũng phát lên, nhìn tán rất là to rồi. Nhìn tán rất là to nha các bác nhá. Hàng đã dâm mủ rồi. Cảm ơn bác Huỳnh Huyên, Nguyên HHH và Hân Lê đã follow. À, bác nào mà có niềm đam mê với hoa cây cảnh thì các bác nhớ là đi qua đây thì follow em, hoặc là cho em xin một like, hoặc là một lượt follow ấy, để khi mà em phát like các bác sẽ nhận được thông báo của em khi em phát like. Nhà em ngoài liệu ra thì còn có rất là nhiều sản phẩm khác nữa. Bắt đầu từ giờ là em sẽ đến mùa hoa cây cảnh rồi thì em sẽ đi quay cho các bác rất là nhiều sản phẩm. Đợt vừa rồi là tạm hoãn một thời gian là đi chơi lang thang suốt ngày, vì mùa hè thì cây cối khi mà giao cho khách sẽ không đảm bảo. Bắt đầu bây giờ lập thu thì thời tiết nó đẹp rồi, thời tiết nó mát mẻ rồi, tầm này nó rất là hợp để trồng cây rồi. Huân Lê ở đâu cô ơi? Em ở Văn Giang Hưng Yên với cả Gia Lâm Hà Nội nhá, hai cơ sở nhá. Hai cơ sở là Văn Giang Hưng Yên và Gia Lâm Hà Nội. Gia Lâm thì gần chỗ Châu Quỳ ạ. Châu Quỳ Gia Lâm Hà Nội đó. Hoặc Văn Giang Hưng Yên, làng hoa cây cảnh. Cây rất là đẹp nhá. Em sẽ quay qua mỗi cây một vài phút, xong là bác nào mà ưng cây nào ơi, các bác cứ nhắn tin vào số điện thoại em để đầu kênh, xong là em sẽ gửi ảnh chi tiết từng cây một cho mọi người để mọi người chọn nhá. Các bác chọn cây thì các bác cứ inbox cho em sẽ gửi ảnh chi tiết. Đây này. Cây có quả hay không? Về nhà thì có ra quả. Về nhà các bác thì có ra quả hay không? Đây này. Một vài cây cành cây này nó đâm quả đây này, các bác nhìn này. Quả nó cũng khá là sai. Nhưng mà quả này thì nó vẫn đang còn nhỏ ơi. Đấy. Liệu thì về Việt Nam có hợp thời tiết Việt Nam hay không? Rất là phù hợp nhá. Liệu về Việt Nam mình cực kỳ phù hợp luôn. Hoa quả gần như là quanh năm, nhất là những bác ở khu vực miền trong như ví dụ như là Sài Gòn, Bình Dương, Vũng Tàu thứ đấy, là trong khu vực miền trong là các bạn trồng liệu còn hợp hơn miền Bắc nhá. Trồng liệu còn hợp, càng nắng càng nóng thì càng hợp trồng cái liệu ạ. Cây này, cây tiếp theo này cũng là hàng dâm mủ rồi. Hàng dâm mủ rồi. Em bán đồng giá là 15 triệu một cây thôi. Bao sống cho khách, bao quả ngon. Các bác về trồng em cam kết các bác khi ra quả sẽ là dòng quả ngon nhé các bác nhá. Bao sống, bao quả ngon. Bác nào mua hàng thì inbox cho em số điện thoại em thủy là 0911451210 thôi em. Em quay từng cây một nhá. Em quay từng cây một. Lát nữa bác nào có niềm đam mê với tùng La Hán, lát nữa em sẽ quay cho các bác tùng La Hán với cả trà nhá. Trà mi ạ. Chuẩn bị vào mùa trà mi rồi thì lát em sẽ quay cho các bác tùng La Hán với cả trà mi nữa. Đây ạ. Rất là đẹp nhá các bác nhá. Hàng đã dâm mủ rồi. Tay cành rất đầy đủ luôn này. Mặc dù cắt tay cành đấy nhá, hàng là hàng cắt tay cành rồi, nhưng mà bây giờ dâm mủ, bọn em dâm mủ nó đã ra lá này rồi nên các bác về yên tâm luôn. Hàng đã dâm mủ được gần nửa năm rồi. Giá 15 triệu một cây thôi bạn ơi. Giá có 15 triệu một cây thôi ạ. Đây là cây nịu nhá. Bác nào đang chuẩn bị về nhà mới và mình đang cần set up biệt thự sân vườn nhà mình chưa biết tìm cây gì thì các bạn có thể lựa chọn cái cây nhập khẩu này. Cái dòng trái cây nhập khẩu này, cây cây này bọn em khai thác từ bên Mông Tự Trung Quốc nha các bạn. Lên Google các bạn đánh chữ Mông Tự Trung Quốc, ở khu vực Mông Tự ở Bình Biên, Mông Tự Bình Biên Trung Quốc nổi tiếng là vùng trồng lựu. Và tất cả các dòng lựu mà đưa từ bên Trung Quốc mà sang bán tại các sạp trái cây, sạp hoa quả ở Việt Nam mình là đều là lựu từ bên Trung Quốc chuyển sang nha các bạn nhé. Và đều là khai thác từ vùng Mông Tự. Mông Tự là cái vùng trồng lựu chuyên canh nổi tiếng ở bên Trung rồi. Và những cái cây này được em khai thác ở vùng Mông Tự Bình Biên Trung Quốc nhá. Nếu bác nào đi du lịch Trung Quốc ấy, thích đi du lịch Trung Quốc ấy, các bạn có thể đi cái tour Bình Biên Mông Tự đấy, thì là các bạn có thể đi qua Mông Tự đấy, đi vào vùng chùa trồng lựu. Thì cái cây này bọn em khai thác từ bên Trung Quốc và về đến Việt Nam dâm ủ dưỡng cây ổn định rồi mới bán cho các bác với giá là 15 triệu một cây thôi, giá rất là bình dân. Nhiều bạn cứ hỏi em là em ơi cây lựu nhà em là lựu Ấn Độ hay là lựu Trung Quốc, thì anh thấy là các bạn ấy ra giao trên mạng đều ghi là lựu Ấn Độ, thì em bảo là thực ra thì đều là lựu Trung Quốc hết, Ấn Độ hay là gì đấy thì đều chỉ là cái tên giống thôi. Chứ còn nếu mà nhập khẩu thì đều nhập khẩu từ bên Trung về, đều nhập khẩu từ bên Trung Quốc về thì mới có cái giá này. Hoặc nếu người ta mà có cho nó đặt cho nó tên những cái tên gọi là mỹ miều hơn ấy, nó mỹ miều hơn, nó không phải là lựu Trung Quốc nữa mà nó là tên mỹ miều hơn, chỉ là để cho giá nó được cao hơn thôi. Còn thực ra đều nhập từ bên Trung về hết. Đây ạ. Cây
Cây này khoảng 35 tuổi rồi, có già không bạn? Cây này thì thực ra thì liệu nó cũng vòng cây nó cũng nhanh lớn thôi, nên cây này thì ở khai thác ở bên Trung Quốc về nó chỉ tầm 8 đến 9 tuổi thôi. Cây này thì ở bên Trung, đánh từ bên Trung về nó chỉ là 8 đến 9 tuổi thôi. 8 đến 9 tuổi thôi, chứ nó không phải là hàng quá là già đâu. Nhiều bạn các bạn ấy cứ lêu là cái liệu cổ thụ 100 tuổi, thực ra thì nó làm gì được 100 tuổi đâu. Không được 100 tuổi đâu. Chục tuổi. Cây này chắc chỉ được chục tuổi đổ lại thôi, chứ không được 100 tuổi đâu. Không, không già cỗi đâu các bạn ơi. Các cây to ở Việt Nam mình, kể cả như các bạn trồng mít, trồng bơ, trồng sầu riêng, mà những cây to ở Việt Nam mình được là cũng là những cái cây nhiều tuổi. Chứ những cái cây đó thì thường là vào các biệt thự, chứ trồng lớn rồi người ta muốn mua cây lớn rồi đốt cháy giai đoạn, những cái nhà mà có điều kiện ấy, người ta trồng những cây vanh trên 100 hoặc là vanh 200 luôn ấy, thì là đều là những cây nhiều tuổi hơn, nhiều tuổi. Nhưng mà những cây già nhá, riêng đối với hoa quả, riêng đối với cây ăn quả nhá, cây ăn quả nhá, cây càng già thì chất lượng quả nó càng sẽ tốt hơn là so với cây non, tức là quả sẽ ngọt hơn. Ví dụ như cây nịu này các bạn, hoặc là cây bưởi diễn ở Việt Nam mình ấy, trồng cây bưởi diễn, tại sao mà trồng từ cây con đến cây mà thu hoạch được quả, từ năm thứ nhất người ta không lấy quả, năm thứ hai không lấy quả, bắt đầu từ năm thứ ba bắt đầu mới lấy những quả bói, chỉ mỗi cây chỉ giữ lại 3-4 năm quả để ăn thử xem nước nó có ngon hay không. Còn bắt đầu là từ năm thứ tư bắt đầu mới lấy quả để mà bán ấy. Và càng cái cây mà già thì quả nó càng ngọt. Cái nhãn thế, nhãn cổ thụ Hưng Yên thế, nhãn nồng Hưng Yên thế. Những cây non thì tuổi thì quả nó ăn nó sẽ không ngon bằng những cây già. Riêng đối với dòng cây ăn quả này thì các bạn không phải lo là cây nó có già, nó có cỗi không. Vì cây càng nhiều tuổi thì quả, chất lượng quả nó càng tốt hơn là những cái cây nhỏ. Về trồng có quả chứ mọi người ơi, về trồng có quả mà. Đây, quả thực tế ở trên cái cây đang dâm ủ đây ạ. Quả thực tế đó. Đấy các bạn thấy không? Có cây nó đang ra quả này. Đấy, có cây nó đang ra quả. Có cây này thì nó đang cây này nó có quả này, nhưng mà nó trên cao này. Cây này nó cũng đang có quả này. Nó có hai cái quả ở góc này này. Về nhà mọi người trồng thì nó sẽ ra được quả. Về nhà mọi người trồng nó sẽ ra được quả nhiều hơn so với bọn em trồng ở đây. Vì tại sao ở đây bọn em chỉ có dâm ủ thôi. Chỉ có dâm ủ để quay cái bầu này, nó không có đủ chất dinh dưỡng để cho cây nó có thể đậu được nhiều quả. Chỉ là dâm ủ mới là cát đấy, mọi người nhìn là chỉ có dâm ủ đây, chỉ có các cát không thôi. Đấy, vì mọi người trồng hạ thổ đất thì cây nó sẽ nhanh lớn hơn. Quả ăn được các bạn ơi. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ nhá, quả ăn được. Và liệu này là khai thác từ bên Mông Tự Trung Quốc về, các bạn cứ ăn cái liệu Trung Quốc ngoài chợ ấy thì các bạn sẽ thấy nó khác hẳn liệu của Việt Nam luôn. Ăn nó quả nó rất là ngọt. Ăn quả nó giòn ngọt và hạt nó mềm, hạt nó không bị cứng. Thì giống liệu này cũng thế ạ. Ăn quả ngon nhá. Cái này em có thể cam kết cho khách hàng hai cam kết, đó là cam kết là bao sống bảo hành sớm cho các bác 3 tháng, và thứ hai là cam kết thứ hai là bao quả ngon. Quả bán cho mọi người sẽ là quả ngon nha mọi người nhá, nên mọi người cứ yên tâm. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Cây này là cây đẹp này. Cây liệu vừa là cây ăn quả, vừa là cây cảnh, vừa là cây phong thủy. Vừa chơi hoa lại vừa chơi được quả nhá. Trong phong thủy cây liệu nó tác dụng là thu hút tài lộc may mắn, xua đuổi những cái điểm không may. Và nó là cây, vừa là cây ăn quả, vừa là cây chơi hoa. Khi cây nó rộ hoa thì trên cây nó hoa nó đỏ rực những cái đèn lồng. Mà khi hết hoa thì các bạn lại chơi quả. Mà khi quả chín các bạn lại ăn được. Nó rất là nhiều công dụng luôn. Chơi cây này rất là hay. Đấy. Ở vườn này em chỉ còn khoảng tầm chục cây thôi. Các bác nhanh tay nhá. Cái cây cạnh trùng chó này cũng đẹp này. Cái cây thẳng tăm tắp ở cạnh trùng chó này. Cái cây này này. Cái cây em đang chĩa máy vào nó này. Là cây này là cây khá là đẹp đấy ạ. Cây này cây khá là đẹp, mà vanh của nó là vanh to nhá. Nhìn qua mặt cái mặt hướng này. Nó có cái cành nhỏ này này. Thì mọi người cảm giác là cây nó bé nhưng không phải đâu nhá. Gốc của nó rất là to này. Quay cái hướng này này. Vanh gốc con này tầm 70. Đấy. Quả đây. Đấy, quả trên cây đấy ạ. Quả ăn được nhá. Quả ăn được, quả ngon. Các bác muốn nó quả nó có mã quả đẹp thì khi về nhà các bác trồng, thì khi cây đậu quả thì mọi người lấy cái túi bóng, mọi người bọc lại giống như cái xốp ổi ấy, giống như các bạn mua ổi ở ngoài, ổi lê ở ngoài chợ ấy, người ta có cái xốp người ta bọc đấy. Thì các bác muốn cái mã quả nó đẹp thì các bác bọc lại thì là quả nó sẽ không bị dám, không bị sạm và nó không bị hỏng, không bị ong châm. Thì mã quả sẽ được đẹp hơn. Đây. Các bạn hỏi đây, bạn có vừa lấy bạn hỏi là về nó có ra hoa hay không? Về mình trồng có ra quả hay không? Có những cây nào khi mà trồng ổn định đấy. Đây hoa đây ạ.
Nó đậu hoa. Đây đậu hoa đây ạ. Đấy hoa đây nhá. Nó đậu hoa và nó sẽ đậu quả. Đấy các bạn thấy không? Quả đấy. Quả nhỏ nhá. Có cây nó sẽ đậu hoa đậu quả rồi. Giá em bán là rất là bình dân, chỉ 15 triệu một cây thôi. Các bác nhanh tay mại cho, mại cho. Đây cái bọn này của mình đều 3 mét rưỡi thôi mà. Đều 3 mét cho đến 3 mét rưỡi mà. Khi bị các bạn hạ thổ đất thì còn khoảng tầm 3 mét là vừa. Cây này là 3 mét rưỡi 4 mét khi các bạn hạ thổ đất. 3 mét rưỡi 4 mét thì mình trồng nổi. Thì nó là 3 mét rưỡi 4 mét khi các bạn hạ thổ đất. Thì nó còn 3 mét cho đến 3 mét rưỡi. Thoát thân 3 mét có không? Thoát thân thì không có thoát thân 3 mét đâu. Cái hàng thoát thân thì giá nó cao. Thoát thân hẳn 3 mét thì không có. Thoát thân thì tìm cái thoát thân khoảng tầm mét rưỡi đã là khó rồi. Thoát thân hẳn 3 mét nên thì nó khó lắm. Không có. Đây cái này là cây đẹp này. Thoát thân thì mình chắc là nếu mà để lát mình xem ở vườn trên kia của mình còn cây nào thoát thân, chắc thoát thân được 1 mét là cùng rồi. Chứ còn thoát thân cao thế, thoát thân hẳn 3 mét thì không có. Bác nào mua hàng thì inbox cho em nhá. Em xin phép tắt like đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi like. Các bác ơi, lát nữa em phát tùng nhá, tùng La Hán nhá. Bác nào có niềm đam mê với tùng La Hán thì các bác inbox cho em nhá. Ok, bạn ngon bổ rẻ. Để mình xem có cây, chắc là có cây tầm 1 mét hơn 1 mét thôi. Lát mình quay video cho nhá.